Xe chiến đấu bộ binh VBCI được phát triển bởi liên doanh giữa tập đoàn Nexter và Renault Trucks cho lục quân Pháp. Việc kết hợp cân bằng giữa khả năng bảo vệ, hiệu suất và tải trọng giúp VBCI trở thành một trong những xe chiến đấu bộ binh tốt nhất trên thế giới. Theo đó, xe có trọng lượng chiến đấu tối đa gần 30 tấn, trang bị tháp một người ngồi gần pháo M8-11 25mm và súng máy 7,62mm. Pháo M8-11 có cơ số đạn 150, có thể bắn theo 3 chế độ, phát 1, 3 phát 1 và bắn tự động, với tốc độ bắn tối đa 400 phát trên phút. Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm với các mô đun tùy chọn lắp thêm giáp, giúp bảo vệ xe trước các loại súng chống tăng, mìn và thiết bị nổ tự tạo. Xe chở được 11 lính, trong đó gồm kíp xe 3 người, tốc độ tối đa trên đường nhựa là 100 km/h, dự trữ hành trình 750 km, cơ cấu bánh lốp 8x8. Xe có thể được vận hành bằng máy bay vận tải quân sự A-400M. Trong khi đó, biến thể xe chỉ huy của VBCI được trang bị một súng máy 12,7mm gắn trên tháp điều khiển từ xa.